Dạ vâng. Chào mừng quý vị và các bác các anh em đang truy cập đến kênh của Tiến Audio Hải Dương, một kênh chuyên dành để test âm thanh và giới thiệu hàng bãi. Thưa quý vị và các bác các anh em, trong buổi tối ngày hôm nay, ngày 4 tháng 7 năm 2020, trước cái máy quay quý vị và các bác các anh em chúng ta đang được nhìn thấy hàng hôm nay em về được, nói chung là ba cái quả trầm này đều là hôm nay em về thêm. Là ba quả trầm này đều là những cái hàng quen thuộc trong cửa hàng của nhà em mà mấy hôm vừa rồi em vẫn bán các bác nhá. Và một đôi loa check của Mỹ, các bác nhá, dòng check rời. Và phía xa xa các bác đang được thấy một đôi loa Peeler giá cực kỳ ngon, bổ rẻ và đặc biệt là nó đánh tiếng cực kỳ hay. Bát sâu thăm thẳm và rất là lực, tí em sẽ test nhạc sàn cho các bác các anh em chúng ta được nghe và cái tiếng bát của đôi loa đó. Và ngay bây giờ xin được bày tỏ là hôm nay là ngày thứ bảy, ngày nghỉ cuối tuần, ngày thứ bảy, ngày chủ nhật, ngày nghỉ cuối tuần. Em xin được gửi lời kính chúc tới quý vị và các anh em chúng ta luôn luôn mạnh khỏe, an lành và luôn luôn bình an trong mọi lĩnh vực trong công việc cuộc sống. Chúc các bác cuối tuần vui vẻ và mạnh khỏe các bác nhé. Và cũng luôn luôn phải nói với quý vị và luôn luôn muốn chân thành cảm ơn quý vị và các bác các anh em rằng là em chân thành cảm ơn các bác các anh em rất là nhiều trong những ngày qua, mấy hôm vừa rồi đã liên tục ủng hộ cho bên cửa hàng của nhà em rất nhiều, thật sự hàng bán rất là chạy, đặc biệt là một số loa và đặc biệt là trầm rất là chạy. Cảm ơn các bác các anh em đã tin tưởng và ủng hộ, chân thành cảm ơn. Và em luôn luôn kính chúc các bác các anh em có mặt trên khắp mọi miền Tổ quốc Việt Nam ta, những người yêu mến kênh của Tiến Audio và luôn luôn đồng thời ủng hộ cho kênh của em và cho tinh thần làm việc của em hàng ngày hàng giờ. Điều này xin chân thành cảm ơn quý vị và các bác các anh em rất là nhiều. Luôn luôn kính chúc các bác dồi dào sức khỏe, làm ăn luôn luôn may mắn, luôn luôn bình an trong mọi đường đi và trong luôn luôn dồi dào và sức khỏe. Chúng ta sức khỏe là vấn đề quan trọng các bác nhé. Có sức khỏe chúng ta sẽ có tất cả. Và ngay bây giờ em xin mời quý vị và các bác các anh em chúng ta hãy cùng đi đến em giới thiệu quả check đầu tiên. Sau đó em giới thiệu ba quả trầm. Đây là ba quả trầm nó rất quen thuộc, cho nên em chỉ cần báo giá rồi các bác nhé. Hàng báo giá hôm nay mới về. Rồi, quý vị và các bác các anh em thân mến, đây là một đôi loa check, một cái đôi loa check mà các bác thấy là nó rất là đẹp đúng không ạ? Đây là đôi loa check JBL. Đó. Nó có một cái model là ST200 các bác nhá, JBL ST200. Các bác thấy này, đó. Rất là đẹp. Các bác thấy góc cạnh của nó rất đẹp đúng không ạ? Không bị sắt sẹo một tí nào luôn. Đấy. Đây tem mác của nó các bác nhé. Dòng này được sản xuất tại Mexico, hàng made in Mexico. Công suất 400W, trở kháng 8 ohm các bác nhé. Đó là quả check JBL ST200. Anh em đang thấy rất tuyệt vời. Đây là em đã mở ra cho các bác anh em chúng ta xem về cái củ cốt nội thất của cái chiếc loa check này. Đó, JBL model là ST200 400W trở kháng 8 ohm các bác nhé. Hàng California USA và được sản xuất tại Mexico, có mã vạch Hà Nội. Hàng chuẩn các bác nhé. Và đây nó là hàng bãi thưa quý vị và các bác anh em. À, các bác thấy rất là củ của nó rất to đúng không ạ? Cực kỳ to luôn anh em thấy này. Chiếc check này trông là rất là nặng luôn đấy, chứ không phải là gì đâu. Chiếc check này cực kỳ nặng đấy, cổ họng của nó to chưa ạ? Cổ họng côn to. Và nó cái cổ họng côn của nó đều là bằng xương đúc hết các bác nhé, bằng gang. Cổ của nó đấy, tất cả cả thân kèm của nó là bằng gang đúc. Đấy, củ lâm châm thì to vật vã ra rồi. Quá to, rất là nặng. Thật sự mà nói rất nặng các bác. À, các bác thấy rất tuyệt vời. Và bên trong thì nó chỉ có một con cảm thôi. Đấy, các bác thấy bên trong nó có một con cảm. Em sẽ quay lấy nét cho các bác. Có một con cảm, con tụ này, con tụ cảm của JBL. Đấy, con tụ cảm của JBL các bác nhé. Có nào nó hơi tối tối nên máy quay nó không được nét lắm đúng không ạ? Rồi, bây giờ em sẽ bỏ cái chiếc check này ra. Sẽ bỏ cái chiếc check này ra một bên.
giới thiệu cho bác xong quả check rồi nhá. Thì cái đôi check này đấy nó có giá là 3 triệu đồng các bác nhá. Cái đôi check em vừa giới thiệu nó có tên là JBL ST200, có giá là 3 triệu đồng. Giới thiệu xong cho các bác một đôi check rồi, check JBL ST200 em vừa giới thiệu là có giá 3 triệu đồng các bác nhá. Và tiếp theo là quả trầm. Quả trầm đây là một quả trầm Venturi. Venturi nó sử dụng một cái loa bát có đường kính là 27 các bác nhé. Màng carbon kết hợp sợi thủy tinh đan xen và gân của nó zin nguyên bản, gân nụa zin nguyên bản các bác nhé. Khi cắm điện vào thì nó có một cái đồng hồ hiển thị ở đây. Đồng hồ này là đồng hồ hiển thị về công suất, về công suất, công suất nó đi theo số các bác nhé. Công suất là các bác vặn to lên là nó, ấn to lên là nó sẽ đi theo số. Và bây giờ mời anh em hãy cùng đi đến tham quan quả trầm. Đây là rất đẹp các bác nhé. Quả trầm rất đẹp luôn. Đó, quả trầm rất đẹp, rất tuyệt vời. Từ đầu trước đến sau vuông sắc cạnh. Quả trầm này các bác cứ gọi nó là quả trầm Venturi cho em. Venturi, Venturi các bác nhé. Venturi của Mỹ các bác nhé. Made in USA, Mỹ. Đó, thì quả trầm này là nó có cái model nó nằm đây, nhưng mà model của nó khá khó đọc và dài. Thế các bác gọi mua thì cứ gọi là quả trầm Venturi cho em. Đây là các hệ đường đi vào của trầm. Và đây là giải cắt tần số. Và cái volume của nó ở đây này. Volume ở trên là to, các bác ấn vào. Ấn là ấn như này. Ấn như này thì các bác đồng thời cái tay của bác, các bác ấn vào thì các bác hãy nhìn vào cái đồng hồ. Hoặc là nghe cái tiếng của nó đến cảm tầm nào nó vừa thì các bác nhả tay ra các bác nhé. Còn nó cho nhỏ xuống thì các bác ấn vào đây, nó sẽ giảm xuống. Đấy, ấn vào nhé. Đấy. Quả trầm này thì nó có một cái mức giá là 5 triệu 200 ngàn đồng các bác nhé. Quả trầm Venturi có giá 5 triệu 200 ngàn đồng. Rồi. Và tiếp theo là một quả trầm JBL. Quả trầm JBL này là một quả trầm quen thuộc trong cửa hàng của anh em này. Lưới bằng sắt, e căng bằng sắt các bác nhá. E căng của nó bằng sắt. Quả trầm này sử dụng bát 25. Bát nó lớn hơn 25 đấy. Quả trầm sử dụng bát 25, màng giấy kết hợp sợi thủy tinh tổng hợp và gân của nó là gân nụa, gân zin nguyên bản. Đây là volume volume chỉnh to nhỏ tiếng ấy các bác nhé. Thùng đẹp keng luôn, sử dụng thùng gỗ lạ đẹp keng luôn, quả trầm rất lạ. Quả trầm JBL nó có tên là PSVD110. Quả trầm này có giá là 6 triệu 200 ngàn đồng. Hàng được sản xuất tại Made in Canada các bác nhé. Hàng Made in Canada, được sản xuất tại đất nước Canada, sử dụng nguồn điện 120V, công suất 160W các bác nhé. Sử dụng nguồn điện 120V điện Mỹ các bác nhé, duy nhất một cầu điện. À, thì công suất 160W. Giá của nó em nó là 6 triệu 200 các bác nhé. Và tiếp theo đây là một quả trầm quen thuộc này. Quả trầm này có giá rất rẻ, bình dân, để cho anh em chúng ta chơi và đam mê chơi rất hay, đáp ứng vừa nghe nhạc và hát hòa karaoke trong gia đình chúng ta rất hay. Tiếng ránh của nó cực kỳ lực và mềm sâu. Quả trầm này trong thời gian qua, mấy hôm vừa rồi em bán nó rất là chạy. Thật sự nói các bác ủng hộ em rất là nhiều về quả trầm này. À, quả trầm này có giá 3 triệu 6 các bác nhé. Quả trầm có giá 3 triệu 6, nó có tên là JBL. Nó có, và model của nó là Studio. Studio các bác nhé. Studio. Nó có tên là L, model là L8400P-230 các bác nhé. Đấy. Rất là ok. Rồi, công suất 400W các bác nhé. Quả trầm này có công suất lên tới 400W, sử dụng nguồn điện 220, có đầy đủ các cổng kết nối đi vào, như là jack 3 chân dùng cho vang. Đấy. Và dùng cho vang các bác cũng có thể cắm vào đường AV như thế này và đường dây loa đi vào các bác nhé. Rồi, rất là ok. Giá 3 triệu 600 ngàn đồng, quá ngon, quá bộ rẻ đúng không ạ? Tiếng lại hay nữa, đạt được âm thanh trong gia đình chúng ta, rất là tuyệt vời. Em bê mấy quả trầm này ra và em sẽ đi vào test đôi loa Bühler cho các bác, các anh em chúng ta được xem, được nghe cái âm thanh các bác nhé. Rồi,
Xin giới thiệu với quý vị và các anh em chúng ta một đôi loa có thể nói là đẹp xuất sắc. Đúng là hàng bãi thì không thể tránh được những cái việc như là lăn tăn về các góc cạnh, thi thoảng xuất sắc một tí không thể tránh được các bác nhé. Đây là thùng này, các bác thấy này, nó vuông hoặc sắc cạnh rất là đẹp luôn đấy, rất là đẹp. Đây là một đôi loa Beyonder, nó có tên là SX820 các bác nhé. Công suất là 240W trên một thân thùng loa. Công suất 240W trên một thân thùng loa các bác nhé. Trở kháng 6 ohm, hàng made in Japan. Củ của nó cực kỳ to, củ to phát, to cực kỳ to, đôi loa rất nặng các bác, thật sự nói rất nặng luôn. Tiếng đánh thì thực khỏi phải nghĩ rồi. Tiếng đánh thì các bác nói thật bác là nếu mà để mà thêm thắp vào làm loa lời ấy, hay là nghe riêng, cuối cùng các bác có một đôi nữa, hoặc các bác thiếu cái giải nào đó thì các bác mua thêm đôi loa này vào để chúng ta thêm vào làm loa lời để hát karaoke thì quá là tuyệt vời. Đôi loa này nghe được đa thể loại nhạc và đồng thời các bác hát karaoke rất hay, tuyệt vời, thực sự mà nói cực tuyệt vời. Em nghe em đánh giá nó còn hơn quả những cái đôi loa Bose 301 Series 3 rất là nhiều, thật sự mà nói như vậy. Nhưng mà tại sao mà tiếng của nó đánh rất chất hơn những đôi loa Bose 301 Series 3 rất nhiều, em nói thật. Mà 301 Series 3 thì giá là 13 14 triệu còn hơn thế nữa các bác nhá. Đôi loa này thì em phân phối bán cho quý vị và các anh em với cái giá là 5.600.000 đồng. 5.600.000 đồng cho một đôi loa Beyonder, nó có tên đầy đủ model là Pirivante Pro các bác nhá. Đôi loa Beyonder Pirivante Pro có tên model là SX820. Dòng loa sử dụng loa Bowie, bát là 27 cm, bát 27 cm, các bác đang nhìn thấy bát 27 cm nhá. Rồi trung đôm, tép đôm, có một lỗ thông hơi và cái bát của nó là bát 27 đấy. Gang các bác thấy em gang này, đây này, chuẩn luôn nhá, em đo trầm cũng thế thôi, bát 27. Và cái màng của nó đấy, nó sử dụng là màng carbon da rắn các bác nhá. Màng carbon da rắn, gân của nó là gân mút đã được thay mới. Một loa trung đôm và một loa tép đôm zin nguyên bản, giá 5.600.000 đồng, giá bao rẻ thật sự nói. Các bác hãy vào những đôi loa này, người ta bán không thể rẻ đâu các bác, vì công suất của nó lớn, nó chịu đòn tốt, củ to. À, em đang phối ghép đôi loa này với lại một chiếc âm ly, đó là chiếc âm ly Đà Nông PMA 1500 giờ 25 mã. Chiếc âm ly này là chiếc âm ly điện xuất châu Âu, công suất 305W các bác nhé, điện 230V. Và các bác có thể đánh với những chiếc âm ly như là 7900 rất là hay luôn. 7900 này này, đánh rất hay, cùng hãng Pilo rất là hay. Giá của chiếc âm ly Pilo SA 7900 này là 4 triệu đồng các bác nhé. Nguồn phát là một chiếc đầu Marantz CM6200, chức năng 3-trong-1, chạy đĩa CD, chạy đĩa MD, giải mã đường quang và analog cô xoan đồng trục đầy đủ, giá 5.800. Và nguồn phát ở trên là Solidat 57ES có giá là 6.200.000 đồng, mặt bằng tranh hai hồi gỗ. Và Solidat 55ES có giá là 4.200, công suất 30W các bác nhá. Và âm ly ở dưới là âm ly Đà Lông PMA 780D, giá 9 triệu đồng. Bây giờ mời anh em chúng ta hãy cùng đến với buổi thẩm âm đôi loa. Hôm nay clip này em sẽ test nhạc sàn cho quý vị và các bác các anh em chúng ta để các anh em chúng ta cảm nhận về chất âm của đôi loa này phát ra, tiếng bass của nó lực và vũ bão như thế nào các bác nhé. Dòng này nghe ra thật là nhạc. Bây giờ mời anh em chúng ta hãy cùng thẩm âm rồi.
Chân thành cảm ơn quý vị và các anh em rất là nhiều đã dành thời gian vàng ngọc theo dõi clip này của em. Xin chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại.